Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đa nhiệm màu, trong nghiệp một kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chương trị tụng quyền tỏ như lai nghề nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 722, kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ, quyển 4. Bây giờ bốn chúng về quanh Đức Thế Tôn, phấn khởi chiêm ngưỡng vui vẻ được nghe pháp sâu xa. Khi ấy có các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu lại có người ưa thích chư thiên, hưởng niềm vui tột cùng, cao đẹp không còn bị đọa vào ba đường ác, những người ấy tu tập thực hành nhân gì mà được quả báo thù thắng này? Cuối sinh Thế Tôn diện nói để làm lợi ích cho đời vị lai. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu lại có người luôn tu bố thí, trì giới, thiền định, giới tâm ý vững vàng, khiến việc tu tập tăng trưởng, xa lìa mọi trói buộc và mọi sự ô nhiễm của tâm dục, không khởi lên lỗi lầm, khiến trí càng sáng suốt, tu tập được nhiều điều lành, sau khi mạng hết hóa sinh chư thiên, được tự tại vô ngại, hình tướng đều đầy đủ, giàu có không gì bằng, đầy đủ quyến thuộc và bạn lành trí thức, hòa thuận kính nhường lẫn nhau, xa lìa ngu si cao ngạo, ưa thích pháp sâu xa, thường gặp thánh hiền nói pháp chỉ dạy, xa lìa ba độc và các nghiệp ác, luôn vui với chánh pháp, trong tâm vắng lặng, xa lìa sự ham mê ngủ nghỉ, hiểu rõ giả dối, hướng cầu thắng pháp, hiểu rõ niềm tin sâu xa, giống như các vì sao ở trên không, đủ loại tia sáng trang nghiêm tráng lệ đặc biệt cao đẹp, hoặc như thân chư thiên trong cung điện lầu cát cũng là như vậy, cái thứ cho báu tốt đẹp đủ loại trang nghiêm, ánh sáng chiếu rọi, sắc tướng tròn đầy đầy đủ, không so sánh được, không nói nó không thể hết. Bây giờ Đức Thế Tôn mới nói kệ tụng: Thế mà suốt thế gian tất cả do tâm tạo, giống như người tờ vẽ khéo léo để thành tựu, chìm đắm ở ba cõi ra khỏi cũng do tâm, như tầm tự ràng buộc, mê chấp các cảnh giới. Đức Thế Tôn nói bài kệ này rồi, ngài bảo các tỳ kheo: Tất cả hữu tình luôn luôn chuyển trong ba cõi là do mê đắm vào cảnh giới đầy dẫy tán loạn trói buộc, đối với chánh đạo chẳng chịu tỏ thấu rõ ràng, pháp phải vi pháp chân thật và giả dối, tán tuệ và tạo chấp đều không rõ, đối với quyến thuộc của A Tố La khi có nhạc, có các chúng vây quanh thì ưa thích đùa giỡn, mê loạn, đắm say, buông thả, ham muốn quá độ, thường không chịu xả bỏ. Tỳ kheo nên biết, xem xét kỹ những thứ đó, chớ sinh mê đắm, mà nên tu bố thí trì giới để giữ gìn sự trong sạch, thì sẽ được cúng điện và năm dục như chư thiên, cha mẹ bạn bè cho báu của cải được đầy đủ, các kho tàng với những thứ ưa thích sử dụng không hết. Tỳ kheo phải biết, người có trí có thể giữ được giới trong sạch, hãy hướng đến con đường lành và hay khen ngợi cao đẹp không gì bằng, an vui vắng lặng sẽ lìa sự chìm đắm, đạt được thân căn đầy đủ tốt đẹp hơn cả, ánh sáng chiếu rọi, ca ngợi đến vô tận, giữa giới là hơn hết. Nước lửa giặc mạnh không thể xâm lấn hủy hoại, giữa giới là hơn hết có thể xa lìa nhỏ nhen, được hướng đến vắng lặng, giữa giới là hơn hết có nó tăng trưởng phước đức, được cung kính tôn trọng, giữa giới là hơn hết tiếng thúc ấy sẽ ban cấp ai nghe cũng đều vui vẻ, giữa giới là hơn hết nó sẽ lời sự keo kiệt, tham lam, sân hận và những phiền não nhỏ nhất, do gió là hơn hết vì mau chứng niết bàn, do gió là hơn hết vì thường được ở cõi trời người, do gió là hơn hết sẽ thành tựu tam muội, do gió là hơn hết vì có thể đoạn các chướng, do gió là hơn hết vì thân tâm sẽ an vui, do gió là hơn hết sẽ bỏ được sự quả hình, do gió là hơn hết vườn tược tự tài, do gió là hơn hết vì quyến thuộc đầy đủ, do gió là hơn hết vì ban nghiệp trong sạch, do gió là hơn hết vì chư thiên vui mừng, do gió là hơn hết vì sân nguyện thành tựu, do gió là hơn hết vì thường gặp bạn lành, do gió là hơn hết vì xa lìa đói khát và mọi sự sợ hãi, do gió là hơn hết vì xa lìa ba tai tám nạn, do gió là hơn hết vì nó giống như dao bén có thể cắt đứt các điều ác, do gió là hơn hết vì đó là sự rộng rãi tự tại để xa lìa mọi sự đau buồn. Tỳ kheo nên biết do gió trong sạch luôn được vô lượng công đức như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu là có người do gió trong sạch sở sinh ở các cõi trời, luôn được ở những chỗ toàn là ma đi, cung điện, lầu cát, vừa được ao tắm vui chơi thỏa thích, cảnh giới rất đẹp, quan sát không cùng tự tại vô ngại. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói kệ: Sáu căn duyên các cảnh, hoặc nghiệp từ trái sinh, chìm đắm ba đường ác, liên tục không gián đoạn, giống lửa đốt đồng hoang, thiêu sạch các cây cỏ, thức căn duyên giới cảnh, kéo diệt cũng như vậy. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các tỳ kheo, đó là con người phá phạm giới trong sạch mà mong cầu quả báo an vui tốt đẹp nhất của cõi trời người thì chắc quá không thể nào được, tất cả cung điện trong báo quyến thuộc cũng đều lìa tan hết. Tỳ kheo nên biết, nếu có người trí giữ giới trong sạch sẽ lìa ba bệnh, lìa bỏ ba niệm khổ, luôn được ở các cõi trời thềm đường bằng bể báo, qua lại đùa giỡn tự do sướng khoái, trong báo thì vô lượng
Ai thấy cũng đều vui vẻ, do đường đẹp hơn hết, vui mừng tự tại, thân sáng chiếu rọi, giống như đèn đuốc kinh hành nơi cung điện, đủ thứ tốt đẹp đặc biệt, phước báo khôn cùng không thể ca tụng hết được. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo các tỳ kheo phải siêng năng giữ giới, tắm gội sạch sẽ, tất cả mọi người mọi nơi rộng rãi, vô ngại lấy chủ yếu ngọc trời để tự trang nghiêm, âm nhạc của các trời trỗi liên tục không dứt, hưởng mọi thú vui thú, đối với mọi cảnh đẹp trên, suy nghĩ liền có các thứ dường trần hoa quả xum xê. Là nữa đối với tất cả trời người đều cung kính cúng dường, trong sạch phụng thờ. Thế nên tỳ kheo phải giữ gìn giới trong sạch, nên thương xót hữu tình, bị khổ trong ba đường ác cũng giúp khiến họ được ra khỏi. Nó lại có người luôn hành tuệ thí đối với các hữu tình cốn khổ nghèo đói, khuyên họ nên xa lìa sắc sân, tu tập điều lành, được quả báo sinh thiên, xa lìa tà dục, thường khởi lòng tin chân chánh, yêu thích niết bàn, không tham tất cả danh lợi và rượu chè, sắc đẹp ở thế gian, có đó là giả tạo không thật, luôn muốn xa lìa. Đối với các hữu tình sẽ bỏ sự hủy phạm tình giới và nghiệp của phiền não. Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng: quả từ hoạt nghiệp sinh, như cây nhờ rễ sống, hoạt nghiệp duyên lẫn nhau liên tục không cùng tận, thiện ác do tâm tạo như bóng không rời hình, mật độc hòa lẫn nhau, suy tổn cũng như vậy. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các tỳ kheo: đó là có người khi phước ở cõi trời đã hết, tướng suy sẽ hiện ra, tất cả quyến thuộc ta đều lìa bỏ, giống như đèn sắp tắt, ánh sáng mờ dần, ở cõi trời cũng vậy. Ngay ở lúc này, phước đức thọ mạng sắp tận, bị các khổ thúc ép, sầu não trói buộc, sợ hãi vô lượng thúc ép thân tâm khởi lên các phiền não. Do tội lỗi này, ác khi mạng hết sẽ theo nghiệp đời trước mà đọa vào ba nẻo khổ, hoặc được ở trong loài người thì luân chuyển không dừng, giống như không cùng trói buộc hữu tình, làm chìm đắm trong các cõi không được giải thoát, niềm vui chân chánh bị mê hoặc, xa lìa vắng lặng và bị bản ác đã kết oán gây ra từ đời trước. Tỳ kheo nên biết luân chuyển ba cõi các nẻo như vậy đều do hoặc nghiệp không thể hàng phục cũng chẳng tỉnh ngộ, hoặc và nghiệp này theo đuổi hữu tình tới lúc không dừng, giống như củi khô bị lửa thiêu đốt bùng cháy lan tràn, lửa ba độc này thiêu đốt điều lành cũng là như vậy. Tỳ kheo nên biết tham sân si này giống như sông lớn nhận chìm hữu tình khiến không ra cõi, là nơi các tham lam giống như cạm bẫy trói buộc chúng sinh không được giải thoát, là nơi các tham cũng như bụi nhơ cõi trần làm nhiễm ô hữu tình không được thanh tịnh, vì thế người trí phải nên đoạn trừ. Nếu là có người cho gió trong sạch của Phật và thực hành huệ thế, để bỏ giả dối định hót khai phục tham sân si, dần dần khiến lòng được nhẹ nhàng, hiểu rõ các pháp, không khởi lên sự dính mắc vào đó, thì khả nên biết nếu là có người tham lam mê hoặc đủ các khổ hiện ra và không thể hàng phục thì không ra khỏi các cái khổ của các cõi. Ví như người khát nước mà uống nước có muối thì cái khát không thể hết được. Tỳ kheo nên biết, xem xét sự giải thoát là trên hết, mới thích thú hướng đến niết bàn, và tu tập thiền định diệt trừ các nhiễm, cho đắm chìm và những trói buộc, sẽ đọa lạc vào địa ngục, đối chịu các khổ. Cho chống đối chánh đạo, trời Atula thì đều liệt bỏ, các cánh đồng sân giận, mưa gió bất thường, bốn mùa chống đối, lúa gạo các tu như gió đói khát, tất cả những ưa thích thì đều xa liền. Cung điện đáng yêu cho các vườn rừng, cảnh giới rất đẹp đều hủy diệt, cho là chẳng có. Kho tàng của tất cả đều tiêu tan, tàn hại lẫn nhau, mê vọng điên đảo mà chẳng tỉnh ngộ, lợi ích cao cả không hề tu tập, chánh pháp ba thừa, chánh bay lạc cho là không có, u mê ở ba cõi, giả dối cho là chân thật, cho là cứu cánh, mặt trời mặt trăng và các ngôi sao cũng đều cho là giả dối, cho nên tất cả tội phước có được của hữu tình của chánh bay cho là chẳng có, chánh pháp cam lộ không thể hiểu rõ, luôn sanh canh ghét, giống như oán thù độc hại, nhàm chán lìa bỏ. Tỳ kheo nên biết hữu tình ngu mê đối với các khổ ở thế gian cho là vui, không tình cho là tịnh, chạy theo thờ đạo giả dối đối với những khổ cực ác cho là cao tột, ưa thích tu tập, còn đối với vô thường là không thể hiểu rõ, ông dự tạp pháp mà cho là hơn hết, rồi quyết định yêu thích siêu năng tu tập, chẳng có nghĩa lợi gì, là không thoát khỏi vòng xoay tròn, luôn luôn khổ sở, có trí phải xem xét kỹ không nên mà đắm, phải hiểu rõ giả dối, những chuyện phải trái, hiển hiện phải tỉnh ngộ, cho say mê được vậy mới khiến tâm không loạn. Khi đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn nghe pháp vui mừng và thích thú để bỏ mọi trói buộc, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mà chẳng tạm rời. Lúc đó các tỳ kheo mới nói kệ tụng: ví như tôi diệu trang nghiêm bốn thứ bảo, diệu quanh khắp bảy vòng tán biển trong vắng lặng, Đức Thế Tôn tuyệt vời lý trí liền ngôn thuyết, do vạn hạnh tu tập quả ba thân đức tròn, trường người mong chiêm ngưỡng xin nói duyên đời trước. Các tỳ kheo dùng kệ khen ngợi Đức Phật rồi liền bạch Thế Tôn: chứ thiệt ở cõi dục cõi sắc sẽ thánh hình tượng
thanh lượng phước đức chắc có sai khác của xin Đức Thánh Phật diễn nó để làm lợi cho đời vị lai. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hay thầy các ông phải nên lắng nghe. Ta sẽ việc các ông mà nói. Nếu có người phụng trì tịnh giới, khéo giữ gìn các căn khiến không hủy phạm, ba nghiệp đều được thanh tịnh, đối với các hữu tình, giữ lợi ích mà thương xót khi đang tu phương tiện đều bỏ tán loạn. Hướng cầu thiền định, đối với nhân đã tu tập, hơn kém không đồng, có thượng trung hòa, nó chưa cảm quả của sai khác. Cho đến nó bề ngoài, từ tướng trạng cao thấp cho đến nó cung điện trang nghiêm, đều tùy theo nhân viên đời trước mà có sai khác. Đức Phật bảo các tỳ kheo, do giữ tịnh giới và thực hành huệ thí nên thường ở cõi trời để bỏ mọi nhớ bẩn, tất cả trói buộc bị hàng phục không khởi lên. Đối với cõi trời ấy, thân bên trong và bên ngoài ở thích mong cầu không sinh chấp ai, phá hoại sự chán lìa, sau khi mạng hết chắc chắn sinh qua chỗ khác. Dù có báo có hơn kém là tùy theo nhân mà có sai khác. Tỳ kheo nên biết giữ tịnh giới của Phật được cung điện cõi trời luôn tự mình tu thú, giữ tịnh giới của Phật được để bỏ các khổ giải thoát không còn đắm nhiễm, như tình giới của Phật được về vòng chuỗi ngọc trời luôn tội trang nghiêm, như tình giới của Phật được hoa ô bát la mười thân vi diệu dư ý, như tình giới của Phật được cảnh giới tốt rất đẹp vô thích vô tận, như tình giới của Phật được trời rồng tám bội chúng thường nó giúp đỡ, như tình giới của Phật được vật báu trang nghiêm xa lìa mọi cho bẩn, như tình giới của Phật được đủ loại hoa trời màu sắc vi diệu nở ra tùy tâm tự tại, như tình giới của Phật được mười thân vi diệu ý vô vô tận, như tình giới của Phật được nhà cửa giường thuộc tùy ý vô thích, như tình giới của Phật được đủ các loại hoa mã lỗ ca chim ba ca kế đa ca phát ra mùi thơm vi diệu hơn hết không gì sánh bằng luôn hiện ra trước mắt, như tình giới của Phật sẽ liền được những tai nạn bất ngờ, như tình giới của Phật được điều lành thân trưởng, như tình giới của Phật các cái duyên phạm giới tại đều xa lìa, như tình giới của Phật được hành nhẫn tròn đầy, như tình giới của Phật được bước lên thềm đạo quý đẹp trước mắt được những thành tựu, như tình giới của Phật được làm người thợ khéo các dụng cụ đáng yêu sẽ đạt được kết quả. Tỳ kheo nên biết như tình giới của Phật đối với đời tương lai sẽ đạt được quả như vậy. Giống như người thợ vẽ ra các hình tượng của thế gian với số thời gian đều được thành tựu, dù gió cũng y như vậy. Đối với đời tương lai tất cả những gì muốn có đều tùy ý mà được thành tựu. Nếu có người vi phạm tịnh giới đối với đời tương lai sẽ bị chìm đắm trong đời ác, trong đường ác, chịu các điều khổ sở để bỏ cảnh giới đáng yêu của cõi trời người, cũng như bức tranh màu mưa gió khói bụi có thể phá hoại các thứ do bẩn tham sân hay hủy hoại tịnh giới và cũng hay liệu quả tốt đẹp của thế gian giữa thế gian. Là nữa này thì kheo, tham lam mê hoặc có thể hủy hoại tất cả nghiệp lành của ưu tình, cũng có thể làm tăng trưởng các cái nghiệp ác. Giống như lửa ở thế gian bùng cháy lan tràn sẽ thiêu đốt mọi cây cỏ. Thì khi nên biết thức ăn của hữu tình phan chuyên giới có lục trần làm cho hoặc không tỏ giả dối về đắm dính mắt bị cảnh giới trói buộc khởi lên lòng tham lam sân hận, các nghiệp theo đó mà phát sinh luân chuyển các cõi chịu khổ vô lượng không thể xa lìa, cái độc của tham dục diễn ngu mê không rõ. Lửa tham càng dữ dội, làm tổn hoại điều lành và cung điện vườn rừng hoa quả tươi tốt, dù đáng yêu cũng đều tiêu tan hết. Tình giới của Phật phước báu hơn cả quý báu vô lượng, kho tàng luôn đầy khắp, vô thích tự tại, cha mẹ quyến thuộc phước đức cao tột, thời gian rất hiếm có, thất thú vô ngại. Thì khi nên biết nếu có người tụ tập vô thiện ba la mật, đối với đời tương lai của cải sẽ đầy đủ, sẽ là mọi tổn hoại, vô thiện ba la mật là hơn hết, vì được sự sướng vui tự tại. Bố thí là hơn hết vì tùy thân được phước như bóng không rời hình. Bố thí là hơn hết vì được cõi trời người quý trọng trang nghiêm vui vẻ. Bố thí là hơn hết như có thể lìa nghèo khổ. Bố thí là hơn hết vì không khởi lên keo kiệt. Bố thí là hơn hết vì có thể hàng phục ngu si ra khỏi ba nẻo khổ. Bố thí là hơn hết và ai thấy cũng đều vui vẻ. Bố thí là hơn hết vì được các căn đầy đủ. Bố thí là hơn hết vì giúp loài bàn sinh ưa thấy. Bố thí là hơn hết vì giúp xa lìa sự thân ghét. Bố thí là hơn hết vì không sinh nơi biên địa. Bố thí là hơn hết vì được chư thiên vô thích. Bố thí là hơn hết vì được xa lìa các khổ trói buộc. Bố thí là hơn hết vì vượt khỏi sự xoay tròn. Bố thí là hơn hết vì vô thích tự tại. Bố thí là hơn hết vì có thể hướng đến tam thừa để được giải thoát rốt ráo.
Là nửa này thì kheo phải xem xét sự xoay tròn của các cổ cùng nhiều thứ thúc ép mà phải chán lìa. Xem xét kỹ lưỡng các thứ ấy chẳng phải đốt ráo mà là vô thường, tan hoại như mộng, như sóng nắng. Cây chuối chẳng phải chân thật cho đến cỏ sắc và cỏ vô sắc, tất cả cảnh giới cũng đều không thật. Chỉ là giả tạm chẳng phải đốt ráo nên chán lìa không nên ôm giữ nữa rồi. Giả dối lại cho là tối thắng khiến tâm ưa thích. Đức Phật bảo tỳ kheo, vắng lặng an lạc sẽ được các tướng, thể chẳng phải một, chẳng phải khác, chúng chẳng phải ba đời, cũng đều chẳng phải cái này, cái kia. Liệu mọi trong bụng được rốt ráo tròn đầy, ông phải mong cầu cho nên xả bỏ, sẽ được thì sẽ được tự tại vô ngại, vắng lặng không nhiễm, phải mau mà chứng đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ quyển 4.